cưng. Cục cưng nằm văng nắng vậy ta, cục cưng. Biết khôn lắm chứ bộ, nó nằm văng nắng chứ bộ. Các ngon ha. Nằm phơi nắng chứ bộ, sư phụ. Con nằm con cứu con á sư phụ. Cứu con á sư phụ ơi. Tụi con cứu con á sư phụ. Giờ con già rồi sư phụ, cho nên con phải phơi nắng á sư phụ. Các ngon ha. Bữa nay gió thì hôm nay bắt đầu nó mới vô cái mùa giống như mùa xuân vậy quý vị. Thấy không, gió bắt phơ vậy đó. Nay tôi đỡ nhiều rồi nghe quý Phật tử nghe. Quý vị bớt có lo lắng nha. Cảm ơn quý vị đã lo lắng thăm hỏi mà tôi không có thể trả lời riêng từng vị được cảm thông cho tôi nha. Mấy bữa rồi nó nằm giật dữ á. Đã bắt đầu trời ấm mấy cái ớt chưa lên rồi nè, các vị thấy chưa? Đã mấy cái ớt có lên nè. Hồ sen nè. Nó bữa lo hồ sen nè, rồi nay lên nó nước trong rồi nè. Rồi nó mọc lên nè, quý vị thấy chưa? Đó, hồ ngoài, hồ trong. Con chim, chim con. Con chim này nó dễ thương lắm nè, cũng đang dạ. Coi tối ngày nó nhảy xung quanh nó vậy đó, nó chơi một mình nó vậy đó. Nó gần gũi mình không có sợ đó, thấy không? Nó nhảy hết cái giường trước, nó nhảy tới giường sau rồi đó. Nhắn con chim à. CC bữa nay buồn rồi. CC hôm qua CC bị đòn rồi. CC hư lắm. Bắt đầu nắng ấm mấy cây đó rồi nó mới lên nè. Cái gì thấy không? Đẹp. Trần ai năm nay trồng cây, trần ai phai cũ. Khổ qua mà gieo là ba lần nó mới lên. Nên năm nay chưa thấy năm nào mà trồng trọt trần thân. Nó gieo ba lần nó mới lên đó. Nên lên trồng rồi còn dư nè. Ai trồng tôi cho nè. Rồi trồng mã nó tốt, hết sức tốt không? Đó. Ồ, phải ra má không có chừng á. Không phải ra má nữa không chừng. Này rau trà đai. Ôi. Không cần thì nó lên. Nè bây giờ bầu bí nó mới lên nè. Thấy chưa. Rồi ơi, năm nay trồng trần thân luôn á. Chim con. Là nghiệp nhỏ quá à. Sao nhỏ tẻ bậy con mình vậy nhỏ. Ừ. Sao gặp ta bày con mình vậy? Hả? Có một mình nè. Nghẻ lôi vậy đó. Nó tối ngày một mình nó chơi mình nó vậy đó. Nó không chơi ai hết trơn á. Thấy không? Nó ngồng hết rồi vậy. Dạ? Nó ngồng hết rồi đó. Không, cãi để lấy hộp á. À, cãi để lấy hộp nè. Mày cũng lấy hộp rồi nè. Rồi, lấy giống hết rồi chứ. Hả? Lấy giống hết rồi chứ. Lấy hả? Chứ sinh đâu, sinh ai bây giờ. Đây ớt bắt đầu có đó, ông thấy chưa? Nó nóng được có hai bữa, bắt đầu nó lên giọt giọt, thấy không? Dạ. Mấy cái ớt á. Thì nó nóng lên, lên nhanh lắm rồi. Dạ. Nhưng mà phải bị tưới. Trần thân. Cứ bằng giờ cái khổ qua mà gieo ba lần. Không lên tí nào à? Con thấy thầy làm húng quế cũng nhiều lắm á. Giờ lo nhóc rồi đó. Quế nó cũng lên nữa.
hồi nãy nhổ cỏ sơ sơ, tại sáng giờ tao dục chút nhổ mà thấy mấy cây. Có tao bị dục được hả? Thì cũng phải ráng đi tới luôn chứ nằm hoài chắc chết à. Nằm hoài chắc chết. Vậy mà giờ vẫn còn thánh hoa thầy đó. Mai là mình đối với cây đó rồi đó. Nó vẫn còn phấn, nó bay tùm lum với thầy ơi. Thôi, thầy em có thể ăn được gì? Ăn được gì không? Ừ, ăn hết cháo luôn rồi. Và ăn 3-4 ngày cháo liên tục á. Bên đây, sáng dậy vắt được cơm. Ăn miếng cơm với... Cá kho à? Cá kho hôm qua, mấy cô cho đó, cá kèo. Rồi. Cô Bảy cô làm có cho đó. Dạ. Cũng ngon, con làm cũng được. Để ăn được. Bây giờ kêu nó mặn gì cũng kêu cá kèo, cá lóng. Cá kèo chay, thầy nói về cho chắc ăn đi. Thầy nói không, người ta dị ứng. Tối ngày thịt với cá không phải sống gì được. Bây giờ nó đặt nó tên gì, nó kho thì nó mua bao nhiêu cái món kho. Hồi nãy nghe cô gì cô nhắn tin, cô nói cái chợ lô nó bán phân, nó bán sale 10 đồng tới 4 bao lần. Sao mai ông cho tôi đi, ngày mốt nó hết hạn á. 26 tay, bữa nay mấy tay? 24. Ngày mai lại thứ tư đi được này. Thứ tư là hết hạn rồi. Đúng, thứ tư đó còn hạn. Tôi để 26 hết hạn, 26 là thứ tư không? Là nó hết hạn mấy giờ, nó nói... Ngày mai chạy con bật á. Hay bây giờ? Giờ có bận không? Bây giờ thì con bận tại vì con Bảy nó bị bệnh á. Thằng Thư nó về con để làm cho nó lâu. Thôi không sao. Thôi mà cô không cần mấy nữa. Hả? Không cần mấy, còn không trội đi. Không có đi nghe, không coi. Vẫn gì chứ, vẫn gì. Nó để là phân đất 10 đồng 4 bao à. Nếu mà nó cái nào 10 đồng 4 bao lấy phân gì cũng được, kệ đó. Đất, nếu mà có đi nghe, không có là thôi. Anh chợ lô á. Chợ lô hả? 10 đồng, 10 bịch 4 bao. 10, dạ. Rồi thành mua bao nhiêu bịch? 10 đồng 4 bịch. Chứ 10 bịch 4 bao gì? 10 đồng. Ok rồi, được rồi. Phân đất không đấy thầy? Nó là họ, quý vị nhắn tin để vậy đó. Cho biết là 10 đồng 4 bao, mua thêm. Để mua bao nhiêu bao nữa? Thì ông chở được bao nhiêu bao cứ mua, chở trồng năm này năm kia hoài mà lại đâu có. Bây giờ thiếu gì cái đó này, mua chữ nữa, khổ nữa. Lại thầy đừng mệt, lại bê cho đống lại mệt nữa. Không sao, kệ. Hả? Kệ nó ra mồ hôi nè. Chứ trời là vừa là mát rồi ra mồ hôi đó, nghĩa là nó muốn hết, muốn giải, gọi là giải cảm á. Để thầy còn xong không? Thầy muốn con mua cái đồ gói xong. Được thôi, xong rồi. Xong 3 lần rồi. Đó, rau tía tôi nè, thầy làm cũng được cái bộ. Ừ. Xong mạnh lắm á. Xong 3 lần rồi. Đấy hả? Rồi nó khỏe đấy thầy ơi. Ráng tới thứ 6, thứ 7, chủ nhật, 3 bữa trời mưa liền. Bây giờ nếu mà trò ra khỏe được cái chiều nay trồng mấy cái cọng quế cho nó rồi. Rút mấy cái quế chết vô gắn xuống. Bây giờ cái quế con bắt đầu nó phát triển lên rồi. Thì nếu nó qua cái có thể từ đây tới thứ 6, thứ 5 lần này trồng để cho thứ 6 trời mưa. Nhưng giờ mới thứ 2 mà thầy sợ gì? Thì nhưng mà nó chưa có lớn, nó còn mới có hơn ngón tay à. Mấy cái con Bảy nó đưa thầy nó ra lá rồi đó. Nó ra lá chứ nó đâu có sống. Nó không sống rồi thầy. Nó non quá trời non. Chỉ có quế mà của bên Hạ Quy Di á, mấy cô gửi bển qua đó. Dạ. Nhờ được cái cọng nó già. Cái cọng nó già thì hy vọng nó ra cái rễ non á, ra dạ. Cái rễ nó xong. Chứ còn cái quế bên này nó non quá. Dạ. Bữa nay nó giảm giá chưa hay nó còn 10 đồng phao? Giảm giá rồi, còn 5 đồng phao. Thôi thì cũng rẻ. Vâng, 5 đồng phao kìa. Đất đi bắt đầu chung ngoài hè là càng ngày càng rẻ đi thầy. Có lúc 4 đồng phao nữa. Nó bán cho mình á. Đó, mà mấy tại vì càng ngày nó càng lên nhiều quá rồi. Ừ. Để thầy trồng như vậy, một mình thầy trồng đó, biết bao nhiêu. Đó,
trong kia nếu mà tụi nó có cái nhà, nó gọi nhà nhà kính á, thầy biết nó trồng khủng khiếp luôn á. Để sao mà thầy được cái nhà nào mà làm cái nhà kính trong đó để trồng. Hôm nay là thất bại là thay gì á, đằng này gieo gieo quế quá trời mà nó không lên. Ý là năm rồi lấy hột già không á, mà nó không lên là tại nó lạnh. Rồi nó không lên cái chờ hoài, nó không lên cái thì cuốc, cuốc trồng cái khác. Khác thì bây giờ nó có lên, nó lên còn 1-2 cây à. Ngồi gai không lên cây nào luôn. Ý là năm rồi là canh lấy hột, ngồi gai lấy hột già. Hột già không. Ồ, chạy trồng hột gai năm rồi á hả? Dạ. Năm rồi canh lấy hột già không đó, hột rụng không đó mà nó còn không chịu lên. Cái chỗ nó rụng đó mà nó còn chưa lên, đừng nói chi mà... Đông luôn á hả? Thôi kệ đó. Ngày đông ở vậy thầy. Để nói sao biết ở bên này nó lạnh kinh lắm này. Ban đêm nó vẫn lạnh cái này. Nhưng mà nay đỡ rồi. Đỡ, nay đỡ rồi. Cái đầu bữa nay tới đi là nó hết lạnh rồi. Nó lạnh thì nó hãy yêu cầu từ 60 độ trở lên á. Thì nó sẽ lên phát triển à. Còn dưới 60 độ nó lạnh nó lên không nổi luôn không tối. Khổ qua nay nó bò rồi. Nè. Nó bò dài cọng rồi. Chắc con đã cái đó sớm nhất quá. Nó thích trồng, nó vui. Săn sóc nó cũng vui. Thôi, rút kinh nghiệm, năm tới không có gì vội vã hết trơn á. Tại vì cũng ham. Ham mình muốn làm vội vã cho nó có trước á. Cho nên ai ngờ thời tiết nó làm vậy thôi. Năm tới cuối, năm tới đầu tháng 5 hả? Dòm thời tiết hả tính. Năm nay mình gieo đầu tháng 4. Rồi tháng 4 bây giờ cuối tháng 5 mà ba lần rồi nó mới lên khổ qua đó. Mấy khổ qua hộp rằng này để giống đó chứ phải đúng, tìm. Thầy để trong cái ly nhỏ nhỏ như vậy nè, thầy để chứ. Để cho nó lên không có nổi. Đây không, thầy để bên trong nhà mà. Ở đâu nó lạnh là nó lên không có nổi, khí hậu nó lạnh đâu nó cũng lạnh chứ đâu có riêng à. Không nói. Trời ơi chứ thầy để tháng 5 để làm thì hơi hết rồi. Thì đó bây giờ tháng 5 nó mới lên đó. Chứ nó không cách nào nổi. Chỉ có cái làm cái nhà kính á. Dạ. Rồi bắt cái bóng đèn á. Nó nóng thôi. Nó mới không lên thôi. Chứ còn đánh nó lạnh. Ông để đâu nó cũng lạnh hết trơn á. Chừng nào trong nhà không có lò sưởi á. Thì nó mới coi không lạnh. Nhà sao đâu có lò sưởi đâu. Giữ thiệt tiền tháng 5 để trồng đến bắt thấy mà chạy bán được. Ít nhất 2 tháng 3 tháng mới bán được chứ. Thấy không? Chứ là sao có trái được. Tí nữa con gọi ông Quang đây. Con hỏi cái nó lấy tiền cái xe chứ không thôi con đi mua xe của thằng nha. Nha. Nó gọi coi. Rồi bây giờ bên nó còn sớm quá. Bên nó còn sớm quá. Nó dậy lâu rồi. Nó dậy nhưng mà nó bên nó còn sớm á. Nó chưa băng, nó chưa xong á. Nó chưa mở, nó bên nó chưa được 9 giờ mà. Mình cách nó 2 tiếng á thầy. Mua chiếc xe. Chiếc xe sao mà nó kéo nổi á. Nó đừng có chiếc xe mà chạy rề. Mình mập nó kéo không nổi luôn á. Chứ thầy cái xe trong hình nó mua cho thầy coi là được lắm rồi đó. Không nhớ đằng này bây giờ không nhớ là phân phối là sao không nhớ. Phân phối 50 phân phối đó. Là không biết không nhớ thiệt nha. Sao có cái những chuyện không nhớ là không nhớ. Không nhớ là hồi xưa chiếc xe riêng bao nhiêu phân phối. Chiếc xe Honda bây giờ không nhớ. Yeah. Nhớ hoài nhớ không ra. Ở Việt Nam thầy có nhìn thấy chiếc Honda Dam chưa? Đã rằng là đủ hết trơn mà đó. Đó Việt Nam mà chạy xe riêng xe này kia đâu có thiếu gì đó. Đó 50 phân khối đấy. Mà phải không? Vâng, Honda Dam là 50 phân khối đấy. Đàn bà với cái chạy đó đàn bà mà. Ông qua đây lâu ông không biết, ông biết đâu. Nó sau năm chín mấy nó thay đổi nhiều lắm. Đây à, sau 75 mới phải dậy mà. 50 phân khối biết là bao nhiêu cái số giờ mới không nhớ giờ. Thật sự sao có mấy cái đó không nhớ là không nhớ nha. Lột cái đầu nó cũng nhớ. Thì chẳng cần để ý thầy ơi. Con thì cần mua cái nào mà không cần phải bằng số, không cần phải lai, có bằng lái là được rồi. Xe phải có chìa khóa, xe Việt Nam nó có cái chìa khóa, khóa cái là nó dính cái cứng cống cái cổ luôn á. Vâng, đấy vậy. Vậy thôi chứ đâu cần lấy dây sơn, dây xích làm cái gì. Không,
để gia đình sinh hoạt. Nhưng mà chỉ có mấy trăm đồng bạc mà chị không cần thầy, nhưng mà đi đâu về thì con thấy ngay xe đạp nó mang dây xích đi. Thầy chưa thấy xe đạp á, còn mang dây xích đi đó thầy. Mà con thấy tại sao mua 800 mà rẻ lắm chứ sao mua rẻ chứ. 800 rẻ tại cái xe đạp mấy trăm mấy 200 rồi nghe thầy. Cái xe đạp không á, cái đạp bởi xịn á, 200-300 rồi đó. Mà sao xe gắn máy như vậy mà đấy, mà mới có chạy được không ở dưới hay là lết nữa chết dở. Mày sợ mà nó kéo sao đi gần gần đây mà vâng, từ đây chạy ra hồ nước cho chim ăn, từ đây chạy tới chợ Phú Lên chứ từ đây chạy ra chân cầu rồi chứ đâu đi đâu đâu mà sợ. Vâng. Nó có gần cái gì dắt cũng biết bộ cũng được. Chứ sợ cái xe, chứ sợ trời xe hơi không biết làm sao mà dắt này. Nhưng mà hơi không biết sao sửa nghe. Nó có hãng sửa thầy, cái chỗ nó bán nó hãng được cái. Chứ ở Việt Nam thì nó có chỗ sửa xe, ở Mỹ thì chỗ sửa xe ở đâu. Bởi vì vậy sợ không bao giờ mà thằng này nghĩ chạy xe là vậy đó. Vậy đó, cũng hoài vậy đó. Nhà con có hai cái xe cái xe mô tô á, hai thằng đã mua mà không biết nó mang đâu nó sửa nó mấy ngàn đồng bạc. Cái mô tô xe mà hỗn nữa hả? Vâng, chạc đi á. Mắc lắm á thầy, không có rẻ đâu. Lâu lắm rồi, nếu mà mua xe gắn máy kỳ này là 10 năm mới chạy là xe hai bánh đó. Còn chạy được không đó? Chắc được, chắc được. Xe đạp còn chạy được thì nó chạy được mà. Hồi xưa thầy gầy hơn bây giờ nhiều. Trong cái hình thầy á, có thấy cái hình thầy á, gầy lắm mà phải không? Chứ đâu có vĩ đại như bây giờ. Bây giờ sang đây là thầy vĩ đại phải không á? Khí hậu thì nó hợp, nó mát. Nè hả? Đó. Mà thì hồi xưa thầy thấy dễ chịu. Trong đó thầy lúc thầy nhỏ thầy ở với thầy tổ thầy đó, cái gì ông thầy của sư phụ ở đây đó. Trong cái ảnh thầy gầy quá chừng gầy rồi, gầy nhóm à. Thầy đó mới lớn mà. Để hả? Mới lớn là lúc đó đi Sài Gòn học rồi đó chứ. Lúc đó học ở Sài Gòn đó, thầy còn nhớ con nói gì thầy nhớ không? Thầy nhớ cái hình mà thầy chụp với thầy nhớ. Thầy sư phụ của thầy ngồi đó. Thầy đứng bên cạnh á. Lúc đó đi Sài Gòn học rồi mới trở về mới thăm thầy. Mới có máy chụp chứ hồi ở quê, hồi ở với sư phụ đâu có máy đâu mà chụp. Hồi xưa muốn chụp hình là phải ra tiệm chụp hình. Vâng, mới mướn người rồi vô chụp. Mà phải hẹn, có cái hẹn. Đâu có đâu. Rồi sau họ lên Sài Gòn sau này mới có, cũng chưa có máy chụp, mỗi lần muốn quay phim chụp hình thì phải mướn người. Mà chứ giờ thôi thiếu gì đủ phương tiện. Ở đó trông thầy gầy nhom mà gầy quá chứ gầy. Tại sao thiếu anh hay sao thầy? Tụi mới biết yêu. Gầy ô, gầy ô. Cái này còn yêu đương gì nữa thầy ơi. Nói cho tụi lúc đó mới 17, hồi chụp với sư phụ đó là 21. 21 rồi đấy hả? 21 đó, tại vì mặc áo đà mà áo giống như áo tràng, áo thông y là tùy kheo rồi. Còn khi mặc áo mà tính giữa thì là sa di, còn lúc đó mặc áo nâu rồi. Tùy kheo rồi, 21 rồi chứ, 21 rồi đó. Vậy được lên, trên 20 biết được lên mà. Dạ, yeah. Dạ thì áo đó là 21 rồi. Nè hả? Mà sao yeah. Thầy gầy dữ vậy? Đâu coi chứ cũng đâu có gầy mấy đâu. Gầy lắm. Trời, ông sư phụ đã gầy à, thầy còn gầy hơn nữa. Đâu có gầy hơn. Thầy nhìn ra vậy. Năm đó cũng bắt đầu mập rồi. Tuổi 20, 21, tuổi yêu mà. Nói chứ mấy năm đi học, đi học để coi hồi thời đó còn đi học, vừa học học ngoài đời, vừa học đạo. Mà đạp xe đạp một ngày á, sáng á, đạp xuống trường Don Bosco ở chợ Gò Vấp á, yeah. Sau chợ Gò Vấp á, ngay chỗ đường gì để quên rồi, đường Nguyễn Thái Sơn á, học đó, rồi cái chiều cái đạp về Bà Triệu, từ Bà Triệu đạp xuống đó học, học xong rồi từ chiều cái từ Bà Triệu đạp ra quận 3, chùa Vĩnh Nghiêm ở cầu Dân Trỗi học đạo. Đạo xong tối từ ở Bà Tiểu đạp ra đường Võ Văn Tần, quận 3 học tiếng Anh. Ủa, thầy có đi học tiếng Anh thời đó đó hả? Có, tôi giờ không nhớ gì hết. Mà đó học giỏi đó mà giờ không nhớ gì hết.
sao kỳ vậy, bây giờ không nhớ gì nữa. Trời, sao đi tu mà học tiếng Anh luôn á hả? Không phải, tại cái trường đại học nó bắt buộc phải có môn tiếng Anh. Mà nó gọi là khoa khoa đó. Khoa khoa nó phải ra từ trường võ văn tàng học. Đó, lý do tại sao thầy gầy đó. Tại đạp tối ngày. Như kệ thầy tập thể thao rồi còn gì nữa. Mà đó là cái đạp cực có thằng bạn. Thằng bạn nó có chiếc xe, mà cái xe mà gọi là xe giống xe mô lết vậy đó. Dạ, không biết. Bây giờ tự nhiên không nhớ tên nó luôn, mà không nhớ, chỉ nhớ cái mặt nó thoảng thoảng ở trong đầu mình thôi. Mà muốn đi tìm nó để cũng như giống như hồi xưa nhớ tội nghiệp lắm nha. Đi học nó tối thì nó chở đi, cũng như học chung buổi tối thôi nó mới chở được, chứ còn mấy môn kia nó đâu có chở được. Có khi nó thấy cực quá nó chở giùm cho đi, mà bây giờ không nhớ, giờ không biết đâu nói. Nhiều khi muốn tìm lại mấy bạn bè ngày xưa cũng còn, dầu gì mình cũng còn có người không. Mà rồi thất lạc hết rồi thầy ơi. Lạc hết rồi. Kiểu như Phật tử cũng vậy, nói chứ bởi vậy còn cơ hội á thì cứ việc sống vui sống tốt với nhau đi. Chứ rồi ông nghĩ cơ rồi cái mỗi người một phương rồi, nói chứ đâu còn cái cơ hội nữa đâu. Thế mà nghĩ được như vậy nói làm gì vậy? Bây giờ khi mà còn ở gần nhau á thì con người không có chịu sống tốt với nhau. Rồi cái khi mà xa rồi, xa cách nhau cũng muốn sống tốt với nhau đâu sống được. Mà nếu như mình ý thức được như vậy thì lúc đó mình là bậc hoàn hảo được nhân cách con người rồi, thấy không? Nhưng mà lúc đó mình không có ý thức được vậy. Giờ... trong cái mặt này thấy ghét rồi. Nói sao vậy? Thằng biết là trong cái mặt này thấy ghét rồi. Trong xa thì mới vắng rồi thấy ghét rồi. Nó khổ vậy đó thầy. Giờ cái ngồi nghĩ lại nó... cho nên giờ đằng này ráng tập là coi như là không có thương ai mà quá mức mà cũng không ghét ai mà để trong lòng. Dĩ nhiên cái chuyện thương ghét cái kiếp con người mình còn chứ không còn, nhưng mà để trong lòng quá thì nó tự mình chuốc cái khổ cho mình. Thương ai quá mức á, thì nó sanh ra cái tình cảm làm cho con người mình cũng khổ, thấy không? Nên giờ tập. Cho nên tu là thực tập á. Dạ, đó. Đâu có xa gì đâu thầy, ngay mình đến chứ đâu đó. Cho nên tại sao thầy chứ bảo là làm cái gì làm, ngay trời trồng rau thầy cũng tu được nữa. Thầy cũng quán được nữa. Hôm qua tôi đánh con chó. Mà nó thì công anh á, đập nó xong rồi trong 5 phút sau mình ăn năn cả mấy tiếng đồng hồ. Nó giận quá trời giận, nó giận không kìm được nghe. Yeah. Ông nghĩ hôm qua tôi bệnh mà tôi ráng là tôi tưới rau, tôi không tưới tôi chịu được quá nổi. Đã tưới mà tưới ẩu tôi cũng không được. Mà thứ mà mình mệt á, mình làm biến á, mình tới cái sợi dây á, nó mắc. Bây giờ tụt lâu nó mắc, chỗ này nó mắc chỗ kia mà. Mà mình bệnh mà cái chạy tới chạy lui kéo sợi dây rồi đó. Đã mình kéo thì hả kéo được sợi dây thì nó dấp. Thường người ta nói cái chỗ đào nó hay dấp, không phải không? Ta con người mình bệnh mình sợ nước rồi. Mà cứ kéo tới kéo lui cái nó dấp. Xong rồi ngày hôm qua còn nấu tương nữa. Tại tương nó lỡ mấy ngày rồi nó thối quá trời rồi phải nấu chứ. Không nấu rồi để thêm một ngày nó thối nữa. Nên qua nấu tương. Vừa nấu tương. Vừa tưới cây. Rồi đã vậy rồi phải coi săn sóc cho mấy cây nó leo phải nâng đỡ cho nó leo chứ còn nó nghiêng vậy mà phải kéo cho nó lại cho nó vô mấy cành nó leo làm mà thấy mồ chạy vô mới vừa vô định mở nước đặng cạo ở đầu để tính cạo hôm qua, nhưng mà nghĩ là bữa nay còn thứ hai ngày mai thứ ba không biết giảng nổi không, nhưng mà thứ ba mới giảng thì thôi nhớ lại đó thôi để ráng nhẹ đi, bây giờ cạo thì nó thấm nước có lâu thôi, để thứ hai đi là bữa nay nè.
dòm xuống cái miếng thảm thì chị ta vô đáy tổng nữa. Trời ơi, tôi giận quá trời giận, không biết mặc tấm thảm mình mới vừa giặt. Đằng này thì bữa trời giặt là bữa mà quan về đó là gom mấy miếng thảm giặt. Tại vì còn chú giặt thì sợ chú nào bộ thầy sao kỹ quá, bộ thầy thành ra chờ ổng về mình nó giặt. Bởi vì không phải gì đi dẫm nhiều người dẫm lên thì thôi bữa nay mình giặt. Mới vừa giặt nó vô đáy một lòng. Giận quá xếp bốn làm bốn lại, nó đang ngủ ra quất một cái rầm, nó quảng hồ quảng vía, nó không la không gì, nó không biết là gì, nó trắng trợn mắt, nó nằm khổm vậy. Thì lúc 5 phút sau thì tức mình tức hết sức, tức giận gì đâu mà lúc đó giận không có được. Mà may là cái nôi của nó dày dày lên, chứ nếu mà không có dám đập chết lắm đó nha. Giận tới mức độ một vị ông như nó mở mệt mà tới đây thì chứ hơn tiếng đồng hồ mới rồi đó, tức là tới ít đó, tới từ sau nó vọng lên trước chứ đâu phải tới một cái chỗ gì đâu. Tới tối cái sợ nó không biết nó bị thương tật hay không chịu. Mà nằm mà mình cứ hối hận, bởi Đức Phật dạy thiệt, mình không nghe là Phật dạy thì kheo không có được nuôi chó mèo tròn thải là các loại đó, thải các loại đó là người tu, người đệ tử Phật không có được nuôi heo chó mèo tròn thải là Phật là cùng với các loại súc vật á. Bởi vậy nuôi á rồi thương rồi giận, mình mới khi mình đập giận quất nó là quất gì nè, cố tình quất cái xếp là bốn này ngay chỗ đó, cái chỗ cái nước đáy của nó đó, để cho nó biết cái mùi, nó biết cái lỗi của nó. Nhưng mình nghĩ là vậy, suy nghĩ của nó, con vật nó phải con người, nó con vật nó đâu có đủ cái trí như con người mình đâu, mà tại sao mình vậy. Rồi mình cũng thấy cũng tội nghiệp. Rồi hôm qua nay thấy nằm buồn sao à, buồn sao à, sáng bồng ra cho đi tiểu đi kia nọ đó, vuốt ve sáng giờ thấy mệt thôi. Lỡ rồi thì thôi nuôi con này thôi. Đó. Không nuôi nữa đâu. Đây cái bảo mang sang con chó này nữa. Thì nuôi thì thấy thương, mà có khi giận tạo cái nghiệp phải không? Vâng, tạo cái nghiệp đó thầy. Để không, như này trường hợp như vậy nè. Chẳng may thấy nó chết hay nó bị thương gì đó, thầy cứu nó. Cái đó thì sao? Không phải thầy muốn nuôi nó, nhưng mà nó bị thương, nó nằm lăn nằm lóc rồi đó. Thầy mang nó về. Đi rồi thầy nói làm sao vậy? Rồi nuôi nó. Nó kẹt ra nhiều cái trường hợp như vậy đó. Còn như con này đó ở bên kia đâu phải thầy nuôi đâu, của thầy đâu đó. Để rồi bà đi rồi bà bị nhờ, thầy nói làm sao? Đâu phải thầy muốn là được đâu, cái này nó duyên thầy với nó chứ không phải. Mà sao kỳ với thầy, nó thấy cái miếng thảm chùi chân là nó tiểu trong à, kỳ cục với mình. Mà mình đậm à. Mà thiệt ngày hôm qua thì cái sức đằng này mà ông biết mà mình đánh nó rồi mình hối hận hết sức luôn vậy đó. Mà thật mấy tiếng đồng hồ lúc mà chú qua chú gọi qua chú hỏi chứ thầy bớt không, ông coi cái ông dòm camera ông nói ông thấy thằng này tưới đồ đó đó thầy, trời đâu đến đổi đâu mà đã còn bệnh rồi thầy đi tưới đồ đó thôi kệ. Lúc đó là đang còn giận nó nói thiệt tôi giận quá qua, mà bây giờ mình nghĩ hối hận mình đập nó, mình nói là con vật thì nó cỡ nó nhỏ vậy mà đằng này mà thiệt ông mai là cái miếng đó xếp làm bốn với hai nó nhờ nó bự á, cho nên nó dính vô cái thành của cái nôi của nó đó, chứ còn lơ mơ là chết chứ đừng có tưởng. Lại nó nằm vật vã đó thầy mới chết dở, tiền nhà thương không phải chết dở nữa, đại phải cho đi bác sĩ chứ nó đau quá rồi sao. Lúc đó chịu không nổi mà, cho nên mình mới thấy á nó hơn thua nhau chỗ đó đó, đó. Chỗ mà mình dằn nó dằn được cái control được cái này đó, mà thiệt lúc nó khó control nghe. Bởi vì ông nói như vậy thì cái tu mình nói nó với à chuyện của ai cũng nói à thôi bỏ đi chị. Nhưng mà nếu mình á, mình là người ta đó, người ta đứng trước mặt mà ta xỉ như vậy nè, ta chửi vậy nè, lúc đó mình có dằn được hay không đó, đó mới là anh hùng. Đó, còn chuyện của đó, người ta ôm ta thôi chị ơi bỏ đi chị. Mình nói hay lắm, nhưng mà chừng nào mà người ta ngay bản thân mình là thầy chết trả. Như là có nói thầy chị dừng hệt đó đó, thầy chỉ có cười thôi, thầy cố gắng nở một nụ cười mà nó thật sự bây giờ nói rất là dễ. Không, con nói thật, con đấy là con kinh nghiệm bản thân con đó thầy biết. Mình bây giờ mình chưa có phải là cái hoàn cảnh nó đó, mình nói nó dễ lắm,
Nhưng mà thật sự ra khó lắm thầy, khó lắm thầy. Bởi chứ nếu mà dễ thì Đức Phật đâu có dạy chữ nhẫn làm cái gì. Khó lắm thầy. Nếu mà dễ thì Phật không hề dạy chữ nhẫn làm cái gì. Cái nhẫn có gì đâu mà dạy. Đúng rồi thầy. Nó mà ngay ngày Khổng Tử còn nói nhẫn. Ba lần nhẫn nha. Trái chủ quan gia mới tùng thử tận. Còn Đức Phật nói đó, không có sức mạnh nào bằng sức mạnh của nhẫn. Nhẫn nhục là một sức mạnh lớn. Dù anh có trì giới, anh có bố thí trì giới, anh có tinh tấn, có thiền định nữa cũng không bằng nhẫn nhục. Lắm mình thấy nó không phải dễ đâu. Nó đục ngay tại vì nó phát quang ngay đó thầy. Là chịu không nổi nữa. Bây giờ nó dễ lắm. Cho nên á, cái tám ngọn gió đi rằng vậy nó cũng có hai lần á. Một lần người ta khen chơi trước mặt, một lần người ta chơi sau lưng, là nó cũng là gọi là ta cơ hiềm á, cơ hiềm sau lưng. Mà cơ hiềm sau lưng á, nó còn khó chịu đi, còn nghe, còn ngóng. Còn bây giờ trước mặt kia nè, trước mặt mọi người, họ sỉ tai, họ chửi là ông đang là cái đồ này, ông đang được như thật sự lúc đó có nhận được hay không. Khó lắm đó thầy, đó con, là con một biết cái điều. Con gặp nhiều lắm rồi, nên con nói thầy dự hay nhất là... Cho nên lúc đó cái bản ngã con người tự động ở đâu đó, nó gom và nó trỗi về một lượt. Lúc đó là tự động đó là từ cặp chân mày, cho tới cái cù má, cho tới cái mép môi, cho tới máu, cho tới tóc, cho tới từng lỗ chân lông nó dựng lên, không thấy không? Chứ đừng có tưởng thì vậy mà tu được hay không là ở chỗ đó. Nhưng mà phải vậy, cho cái chỗ đó tu được, chỗ đó mới gọi thành Phật. Đúng rồi thầy. Thiệt, hôm qua vậy tôi suy nghĩ cái tôi mới nói. Tôi mới nói với chú Quang nói thôi thầy cũng suy nghĩ rồi. Giờ thấy vậy, giờ mình giờ cũng sắp sửa. Thấy vậy là mình mới thấy rằng á, mình nói thì nó dễ, mà cái thực tập, cái thực hành mà đụng việc mà mình chịu đựng nổi mới là một điều khó. Nó điều khó thì thôi, bây giờ cái điều chủ yếu bây giờ thật ra chư tổ cũng đã nhắc nhở hoài. Cái lý thuyết nó rất là dễ, mà quan trọng cái thực tập, thực hành. Ngồi ngẫm lại rồi mới nói, thấy vụ người này người kia bệnh, nên như tôi bệnh thì không dám đi chích, sợ từng cái mũi kim nó đâm. Trong khi mình sợ mình đau, mà mình bao nhiêu đời kiếp mình nhai, mình nghiến, mình nghiền, mình đâm, mình chặt, mình bầm, mình chém chúng sanh, sao mình không thấy đau? Đã có phải mình đâu. Thật ra người ta mà đâu phải mình. Ra kiếp này tôi cũng may mắn cho tôi là tôi thật sự tôi mừng là tôi được ăn chay trường. Tôi không có sát sanh hệ mạng kể từ khi đi xuất gia tới giờ. Còn hồi còn trẻ thì dĩ nhiên cũng ngắt dế, ngắt dung, ngắt cũng cắt lòng tông, bẻ đầu tép. Đó là cái lý đương nhiên, hồi cha mẹ kêu làm mình phải làm, hoặc thấy mẹ làm cực mình phải làm. Cho nên từ mười mấy tuổi tới bây giờ như vậy là mình mừng rồi. Nghĩ lại người tu là một điều rất là may mắn rồi. Nó từ 13 tuổi tới giờ không ăn thịt chúng sanh thì tôi nghĩ rằng kiếp này tôi ráng cố gắng là tôi không có tạo nghiệp, tôi không có nhai, không có nghiến, không có nghiền, không có chặt, không có chém. Chứ còn mình bầm, mình chặt, mình chém, nhưng mà cái đó chưa phải là thành Phật nha. Thành Phật khi nào thành Phật được là phải cái tới trái tim nó đầy đủ cái khả năng rộng mở, cái đức nhẫn nó gọi là nhẫn tới mức độ mà vô cùng tận. Và nó ngay mình chưa đạt tới chỗ đó thì sự thật nó còn xa lắm. Được, nhưng mà ít ra thầy biết như vậy nó được khúc quanh nhiều lắm thầy. Thành Phật nó còn xa. Đó, ít ra thầy còn biết được, còn nhận ra được. Ít ra mình thầy biết mà thầy nắm. Kỳ này mấy vị qua làm công quả về, nó như cô vợ chồng Kim Anh về giờ mua đồ gửi qua mua cả đống, rồi mấy ngày ở mua cả đống, rồi bây giờ gửi qua cả đống rồi, nó trời ơi. Không có chỗ để nữa. Không có chứ không có, nhưng mà thầy không có xài bao nhiêu. Thấy tôi mặc mấy cái áo lỗ lỗ á, tôi nói trời không phải,
Tại vì tôi hạ tiện, tôi nghĩ nó chưa có rách còn mặc được. Rồi giờ mua. Tôi nói tôi ra mà Goodwill tôi mua có 2,5 đồng cái à. Người tu mà. Đó. Anh ra. À, mấy bữa nay nó hư cái máy của quay rồi. Hư luôn rồi, chú Quang sửa không được. Hư nó khiến nó hư ngay từ bữa còn thở ở đây rồi. Không sợ được. Tôi là tiện tính không mua nhưng mà bây giờ phải mua rồi. Không mua không được, đồ nó thiêu. Dạ. Để chiều tôi có đi mua luôn cho thầy. Mua cái máy nhỏ thôi. Còn cái máy bự thứ gì chờ chừng nào mới gì qua nữa đó. Hãy mua máy ráp vô chỗ đó. Dạ. Giống còn giờ mua cái đồ nhỏ cho tôi ăn một mình thôi. Dạ dạ. Ok thôi. Cho đưa tiền cho. Thôi được rồi, đừng có đi không mua xong mua đi. Nhiều đi tính. Dạ, để tính mua tính ăn thua gì đâu thầy. Tính hà tiện không mua. Không được. Nhưng không mà được. Đúng là ở Mỹ mà không có đó không được. Không được. Mỗi lần mà ham có chút xíu về ông nghe. Mà thầy bật đấy còn chết giỏ nữa. Không đủ tiền điện nữa. Nghe, con xin thầy, cảm ơn thầy, con đi nghe. Dạ.